Chào các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng mình sell 90% tất cả các dòng đồ Lót Nam. Tại vì mùa tụ trường sau cái ngày Hàn Quốc khánh 2 tháng 9 thì ngày tụ trường là ngày 5 tây tháng 9. Mình hứa là mình sell từ ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 và hôm nay là ngày sell cuối cùng. Thì ngày sell cuối cùng hồi đó tới giờ Relax chưa bao giờ là sell. Relax là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng. Nó chỉ sell cao lắm là 10% thôi chứ chưa bao giờ là sell hơn nữa. Và trong kênh review này mình có thể nói là mình sell tới 95%. Có nghĩa là một cái quần 145.000 mình sẽ bán 7.000 đồng. Là mình sell từ 95% cho tới là 97% luôn. Thì các bạn xem sơ qua nha. Nói chung về đồ lót của Relax, tất cả là đồ lót của Relax là một cái quần cục 180 mấy ngàn hay là những cái quần đùi 140 mấy ngàn nè các bạn. Rồi những quần tam giác của nó là 100.000 cho tới hả là 89.000 thì mình rất là nhiều. Rồi các bạn cứ an tâm, đây các bạn xem kho của mình nè. Kho của mình rất là nhiều, hầu như tất cả 100% là mình trưng bày toàn đồ lót của Relax. Những mẫu này là 95, 98.000, 135.000 một quần nha các bạn, 135.000. Bô sơ là 140 mấy ngàn, mình rất là nhiều. Đây, Relax rất là nhiều, bao quát tất cả các dòng của Relax rất nhiều nha các bạn, cứ an tâm nha. Relax rất nhiều. Mình là đại lý đồ lót của Relax. Và các bạn nhớ subscribe kênh review của mình để nhanh chóng tới shop của mình. Hôm nay là ngày sale cuối cùng, có nghĩa là giá 145.000 cũng bán 7.000 và 56.000 cũng bán 7.000 đồng. Hôm nay là ngày sale cuối cùng, hôm nay là mình sẽ xả hàng giống như là mình làm từ thiện vậy đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng với mình trải nghiệm những dòng hôm nay mình sale nha. Bây giờ là mới có 7 giờ rưỡi sáng là tranh thủ lên đây ngồi làm kênh review, chia sẻ những cái video cho tất cả các bạn. Thì ở đây giống như hồi kênh tiêu đề là giống như mình cho tất cả các bạn xem là phía sau của mình là những cái tủ toàn là đồ lót và rất là nhiều đồ lót. Và cái tủ này là một cái tủ đồ lót và phía sau nhà mình là một cái kho, phía sau này một cái kho rất là lớn nha. Mình là đại lý đồ lót của Relax và giày da Sĩ Quan. Sẵn đây là mình cũng xin chia sẻ số điện thoại mình luôn nha các bạn, đợi mình chút xíu nha. Thì số điện thoại của mình là mình chỉ sử dụng một số duy nhất là 0907463131 nha. Rất mong tất cả các bạn subscribe cùng kênh review của mình. 3131 là số điện thoại của mình. Shop của mình là shop Thành Được, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vào bài chi tiết nha. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của ngày sale 90%. Thật ra mà nói là có nhiều người nói là tại sao mà bỏ ra tới mấy chục triệu để mà làm chương trình. Có những người người ta hay bỏ ra hàng tháng trời, người ta làm những cái quỹ học bổng. Hồi trước thì mình có làm những cái quỹ học bổng của Chấp Cách Mơ. Thì lúc đó là mình vừa làm chung với cái kênh YouTube trước của mình. Kênh YouTube trước của mình là có tới 38.000 subscribe. Và kênh YouTube trước của mình là hầu như là những cái vấn đề mình làm là về chia sẻ về kiến thức kim cương, cũng như là bán về những dòng sản phẩm của kim cương natural, kim cương thiên nhiên. Và trong kênh thì sau cái năm 2021 thì cái kênh đó của mình là bị spam, bị sập. Sập nó có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do lắm, nhưng mà mình không thèm kháng cáo. Tại vì có nhiều người người ta kêu nhập passcode này kia kia nọ liên quan đến số chứng minh nhân dân, liên quan tới số điện thoại, liên quan tới đủ thứ hết. Rồi mình lại sợ mất tiền trong ngân hàng và tất cả những cái thông tin gì của mình. Thì mình nói là thì thay vì đợi mà khôi phục lại thì bây giờ mình sẽ làm một cái kênh review này. Và cái kênh review này nó đã hơn 1.000 subscribe rồi. Thì bây giờ là mình giống như là mình sẽ làm những cái dòng sản phẩm thiết thực hơn ở dòng sản phẩm tê shop. Tại vì giống như là mình có shop để mình kinh doanh thì bây giờ mình sẽ chia sẻ những dòng sản phẩm của mình shop lên, hoặc giả là có những cái chương trình mà sale hay là những cái chương trình mà mình làm nó có ý nghĩa cho tất cả các bạn thì mình có cố gắng làm. Các bạn nghĩ đi, một dòng sản phẩm nó từ 67.000 mình bán 7.000 đồng thì coi như là các bạn nghĩ đi là vốn của mình trong đó nó cũng 55-54.000 rồi. Rồi ví dụ như những hàng Thái lấy rẻ gì rẻ cũng 40-30.000, 38-45.000 là hàng Thái rồi, hàng phổ thông nha, hàng Thái cao cấp mắc hơn Việt Nam. Những cái loại hàng Thái cao cấp là 160 mấy ngàn, 200 mấy ngàn, 10 ngàn một sản phẩm vẫn có nha các bạn. Hàng Thái phổ thông ví dụ như những cái dòng mà 50 mấy ngàn đến từ Rosso, 5 mấy, 6 mấy, 7 mấy ngàn đến từ thương hiệu của Rosso nha. Còn những cái dòng sản phẩm mà của Thái mà loại mà Thái mà thấy xịn đó các bạn, hay còn gọi là một trong những cái thương hiệu mà bán Munufry các bạn, Munufry mà nhập là nó tới 150 một dòng sản phẩm chứ nó không có phải là vài chục ngàn đâu. Rồi khi mà về Việt Nam của mình còn đánh thuế lên nữa và mình còn kê giá tiền lên nữa. Cho nên là nhiều khi mình đưa những cái dòng sản phẩm phổ thông lên mình bán có 7.000, thật sự 7.000 không mua được cái gì hết. Các bạn biết những cái dòng xí nghiệp bằng cô tông kate lông vịt đó các bạn, rất là dễ xù lông luôn, mà trên Tiki nó vẫn bán với giá là 13.000. Lâu lắm là Tiki mới bắt chạy chương trình là 9.000, nhưng mà cái quần nó rất là tẩm, là những cái quần đó nó không phải đủ size, nó chỉ có một size duy nhất là size M hoặc là size S thôi, hoặc là dữ lắm luôn nó chỉ có một size duy nhất là size L. Mà các bạn nhấp vào vỗ hàng các bạn chỉ mua được một sản phẩm thôi, không mua được hai sản phẩm.
nó vẫn làm 9.000 đồng nhưng mà chỉ mua được duy nhất một sản phẩm. Trong khi đó ở nhà mình các bạn mua 10 sản phẩm, 20 sản phẩm, 50 sản phẩm cũng được, các bạn phải lại tới shop nha, mình không có bán online. Vì đây các bạn biết không, hôm nay là ngày cuối cùng mình sale tới mức độ là những dòng sản phẩm là 145.000 đến từ thương hiệu của Relax chỉ bán có 7.000 đồng thôi và bán duy nhất trong ngày hôm nay. Là các bạn nghĩ đi, mình bấm bụng như thế nào là mình phải bỏ ra là 300 cái bữa hôm ngày 5 tay. Là ngày 4 đây mình làm kênh review, mình nói là mình sẽ giảm 90% bán đồng giá 7.000 một cái từ ngày 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và hôm nay là ngày 9 rồi thì hôm nay mình bấm bụng mình bán tiếp thêm 300 cái, chứ không phải là nói là ngày cuối cùng là mình sale là ngưng đâu. Vì qua tới ngày mai là hết chương trình, là ngày 10 đây là kết thúc chương trình rồi. Cho nên là ngày hôm nay mình cố gắng mình làm tiếp nữa. Vì 1.000 cái các bạn nghĩ đi, 67.000 cho là mình lấy sỉ đi là 53.000. Các bạn nghĩ đi, có ai dám bỏ ra 53 triệu cho 1.000 cái để làm chương trình hay không? Đó, mà bây giờ là mình cũng sẵn sàng mình mở cửa shop luôn. Shop của mình là nằm ở mặt tiền. Một lát nữa mình đưa cái địa chỉ, nhà mình là gần Thế Giới Di Động, Trần Quốc Toản. Cái nhà lầu 3 tấm màu trắng xám nằm ở ngay cái góc ngã tư luôn, ngay góc ngã tư đường luôn. Vậy các bạn, mặt đường, trục lộ đường của nhà mình là đường quốc lộ, là tuyến đường Bắc Nam, nói tỉnh Đồng Tháp đi tất cả các tỉnh miền Tây, nói tuyến đường huyết mạch là đi Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là từ Đồng Tháp đi về các tỉnh phía Bắc. Là nói chung mình là đường quốc lộ đó các bạn, đường quốc lộ chứ không phải là đường trong xóm trong hẻm. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi vào bài đánh giá chi tiết nha. Đây là dòng sản phẩm 100% là cô tông. Cái này là 145.000, 145.000. Relax đang bán trên trang website của Relax là 145.000. Bây giờ mình sale với mức giá là 7.000 đồng, có nghĩa là mình sale từ 95 đến 97, 93% nha. Hiện tại cái mẫu này mình sale là size M, L, XL và 2X nha các bạn. M, L, XL, 2X. Tất cả dòng sản phẩm của mình là hàng mới 100% hết, các bạn cứ an tâm nha. Cái tem này là tem đi xuất khẩu, hàng này là hàng đi xuất khẩu của Mỹ đó các bạn. 145.000 mình bán 7.000, không bán online nha. Các bạn mua thì các bạn trực tiếp tới shop giùm nha, không bán online nha các bạn. Mình sale Relax rồi, một lát mình xem một số dòng sản phẩm hàng Thái rất đẹp nha. Các bạn nhớ subscribe nha. 145. Rồi mẫu đây là 101 nè các bạn, mẫu này là 101. Nay mẫu này lên là 120.000, 119.000 cái 120.000. 120.000 của Relax, bây giờ mình sale luôn 7.000 luôn nha. Có từ size M, L, XL, 2XL nha các bạn, tương ứng là từ 38kg cho tới là 97kg là mặt vừa nha. Rồi. Có cái màu này là màu xanh đá rất là đẹp nè các bạn. Màu xanh đá. Hàng bên mình là tất cả hàng của Relax là tem ở trong nha các bạn. Hàng này là hàng Relax, 100% hàng là hàng Relax nha. Relax là không sale nhiều đâu, Relax sale nhiều lắm, chỉ 10% thôi. Ví dụ như các bạn vô Coopmart, cái quần này nó là 119.000. Có nhiều khi nó không lấy thuế VAT thì đỡ, có nhiều cái siêu thị mà nó lấy thuế VAT 10% các bạn phải trả thêm đó. Rồi cái này là 110.000, mình bán với giá là 7.000 nha. Rồi có lưng trắng đó nè các bạn, lưng trắng trơn không họa tiết, trơn lồi luôn nha. Có từ size M, L, XL, 2X, 110.000, mình bán với giá 7.000 đến từ thương hiệu của Relax nha các bạn. Chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi, sale duy nhất, không bán online, các bạn phải mua trực tiếp nha. Mẫu này là 99.000 là các bạn cũng bán với giá 7.000 luôn nha. Relax 79.000, Relax Underwear nha, mình chơi đẹp luôn. Cái này là do là mình làm từ thiện nha, cái này là mình sale là làm từ thiện, không bán online nha các bạn, không bán online. Còn các bạn thích kênh mình là nhớ subscribe để theo dõi những cái gì mà mình sale là trực tiếp phóng lại shop nha, thấy sale là phóng lại shop mua liền nha. Cái này là lâu lâu mới có một lần nha các bạn, Relax. Một mẫu này là bây giờ là 120.000 nè các bạn, 120.000. Sale 7.000 đồng thôi nha. Size M, L, XL, 2XL, không bán online, chỉ bán tại shop thôi. Chạy lên shop mua liền nha, chỉ sale cho một ngày hôm nay thôi nha. Cái này là của CK, của đánh bản quyền. Rồi, đưa lên thêm nữa nè. Đây, những cái mẫu lưng này rất là đẹp nha các bạn. Lưng này là lưng 3D rất đẹp nha. 110.000, bán giá 17.000 đồng thôi nha. Rồi, hay là những cái mẫu cực kỳ đơn giản, các bạn thích những mẫu đơn giản không họa tiết thì các bạn là lưng nhỏ nè. Nè, mẫu này là 99.000 nha, mẫu này 99.000, sale 7.000 luôn. Được chưa? Sale cái này là sale 10%, sale 90% là còn lại là 91.000 hay gì đó. Bây giờ bán có 7.000 là sale tới 90% nha. Còn mấy mẫu kia là sale 93-97%. Có nghĩa là mình bán đồng giá trong vòng 1 ngày này, chủ yếu là mình làm từ thiện thôi. Nhưng trong Relax mình chỉ bán có 300 cái thôi nha các bạn. Qua ngày hôm nay là mình không bán nha. Đặc biệt là bán tại shop, các bạn mua cứ trực tiếp tới shop nha. Các bạn nhớ subscribe đi để theo dõi, ví dụ như mà nó có chương trình sale, các bạn nhờ người nhà, người thân ở đâu chạy lại để mua, nói là em mới coi kênh YouTube của anh, thì mình sale cho. Cứ lại đây, size M, L, XL. Lặp lại là các bạn muốn mua hàng, các bạn đặt hàng, các bạn gọi điện thoại cho mình, rồi các bạn giữ đặt hàng xong, rồi các bạn giữ số lượng cho người nhà lại lấy, không mình không gửi nha. Vì 145.000 mình bán có 7.000 đồng thôi nha. Mình cái này là mình bỏ ra tiếp, giống như là 300 cái này
Các bạn nghĩ đi, một cái là 100 ngàn thôi cho dễ tính, một cái là 100 ngàn, 10 cái là 1 triệu. Đúng rồi, một cái là 100 ngàn, 10 cái là 10 cái là 1 triệu. Mà 100 cái là 10 triệu, mà 300 cái là 30 triệu rồi. Có nghĩa là đợt trước là mình đã làm 1.000 cái, giờ mình không nói chung mình không còn kinh tế nhiều nữa, là làm chơi chơi thôi, là 300 cái nữa. Nó chơi chơi chứ vàng còn đeo nhóc chưa, hộp sòn đeo camera, đeo hộp sòn 300-400 triệu trên cái tay. Đó, bộ trang sức đeo sơ sơ nhỏ nhỏ vậy 500 triệu. Rồi, giờ bỏ qua vấn đề đó. Đối với mình thì cái nhà mình bạc chục tỷ thì giống như mình đổi ra mà 20-30 triệu như cái me rụng lông. Chủ yếu là nhờ các bạn subscribe kênh review đi. Chủ yếu là vậy đó. Giống như là bây giờ chạy ra kiếm 5-10 nghìn subscribe đồ chơi cho vui, cho kênh nó uy tín. Chứ để mà kênh có ngàn mấy subscribe các bạn nói trời ơi kênh này có ngàn mấy, càng ngàn mấy nhưng mà mình mấy trăm triệu view được xem rồi. Các bạn biết không, view của mình là bây giờ mình coi YouTube Studio toàn là view Mỹ với Canada coi. Vẫn cái mình vẫn chia sẻ về kiến thức kim cương đó, cũng đông đảo rồi vô coi. Rồi nha, cái này là 99.000 sale 7.000 nha. Mấy cái mẫu này là 100 mấy là sale hết nè. Đây là những mẫu đơn giản nè. Đó, đây là những mẫu này đơn giản này ha. Màu đen, màu xám, màu khói, 99.000 sale 7.000, size M, L, XL. Đây nè các bạn, nè relax nè, mẫu này 90 mấy ngàn nè. Phóng vô mua giùm mình nha. Nha, 99.000. Hàng này hàng cô tông cực kỳ đẹp nha, hình này hình vuông nha. 99.000 của Relax sale 7.000, chỉ sale trong một ngày hôm nay nha, nhưng mà không bán online nha. Hơi là đặc biệt là những cái mẫu này nè các bạn, mẫu này mẫu truyền thống cô tông nè. Nè, mẫu này là 80 nè, hoặc là mẫu này SOS nè các bạn, cũng 80 ngàn nè, cũng cô tông nè. Cô tông lưng đỏ, đen lưng đỏ, nâu. Đó, nâu, đen, xanh, xám gì đều có hết. SOS có, Relax có luôn nha. Rồi, thì Relax là đa phần hôm nay là mình sale bô sơ. Vì các bạn đó là sale tâm giác thì bình thường quá, sale bô sơ để cho các em học sinh đi học mà mặc quần tây á, nó không có bị cái vết hằn của cái mông, hoặc là các em học thể dục, học quân sự đồ đó, thì nó lại đỡ cái vết cộng cấn. Với lại các em mặc cái này, các bạn em mặc ở nhà đi ngủ luôn rất là thoải mái. Hôm nay là sale mạnh nha, 145.000 của Relax, 145.000, chỉ sale có 7.000 thôi. Rất mong tất cả các bạn là subscribe kênh review giúp giùm mình nha, để cho kênh review của mình nó có nhiều cái tương tác hơn. Và khi các bạn subscribe ở đây là có điều nhiều điều lợi thôi, chúng lợi gì mình đâu hết á. Mình không có bật chế độ kiếm tiền nha. Nói lại nha, mình không có bật chế độ kiếm tiền, mình có shop. Tiền mà YouTube, tại vì mình đã từng làm YouTube mình biết nè. Hồi xưa là mình làm về kiến thức kim cương, các bạn biết một lần mình post lên á về kiến thức kim cương quốc tế GA, các bạn biết có những cái viên kim cương mà tại vì năm ngoái là đợt mà rầm rộ cái vụ của bà Phương Hằng á. Những cái viên kim cương mình đưa lên 8 tỷ, 9 tỷ nó đẹp như mơ luôn. Mình đưa phải là đưa đơn giản, mình đưa còn đi giấy kiểm định quốc tế GA lên. Mà các bạn biết không, mình chia sẻ về kiến thức kim cương ngày xưa là không có ai làm về kiến thức chuyên môn. Ví dụ như là giá cắt, cách coi chỉ số thông số vàng của Super Etiquette, Etiquette, Very Good Cut, Good Cut. Rồi những cái chính sách là mua ở đâu là tốt nhất, cách vô vỏ chấu. Rồi nói chung là tất cả những kiến thức kim cương mà các bạn biết toàn là người Mỹ coi không. Mà view của mình là view chất lượng không luôn các bạn. 30.000 subscribe mà mỗi một tháng được view của mình là từ 800-900.000 view. Mà các bạn biết được nhiều tiền quảng cáo không? Trời ơi, tháng có triệu mấy? Tháng nào cao lắm là 2 triệu. Mà trong khi đó mình cho cái quỹ chấp cánh ước mơ là 3 triệu trong vòng một tháng. Là tất cả cái số tiền đó khi nó ngân hàng nó chuyển tiền qua quỹ chấp cánh ước mơ nó thiếu bao nhiêu. Ví dụ như tiền YouTube thì 2 triệu nó mới trả tiền cho mình một lần, trừ thuế này nọ còn 7-8 triệu. Thì mình phải bỏ thêm 1.3 triệu để mình bỏ vô mình mới trả tiền. Và khi cái kênh đó nó sập và giống như là sau này có nhiều cái xáo trộn đó thì mình sẽ không có còn hoạt động nữa. Rồi bây giờ là bắt đầu là mình mong mình làm để cái kênh này. Rồi từ từ mình sẽ móc nối lại, khi nào cái kênh mình nó đủ khoảng là 20.000 subscribe thì lúc đó là mình sẽ tham gia lại cái quỹ chấp cánh ước mơ và mình tiếp tục dùng tiền quảng cáo để cho từ thiện lại. Bán một mình ăn không bao giờ hết, sạn đi hết. Các bạn mua một chiếc xe 4-5 tỷ, cất một cái mua một miếng đất 10-20 tỷ, mua miếng cái đất một tiền 10-20 tỷ, cất cái nhà 4-5 tỷ thì mới hết tiền. Còn các bạn sáng ăn tô bún tô phở 35.000, trưa các bạn ăn cơm phần 35-40.000. Chỉ cần bán một cái quần thôi các bạn là đủ ăn 1.000. Cái quần sắm mấy 30.000 bán cái là ăn đủ 1.000. Nó mình đâu có cực. Thứ nhất là nhà mình mặt tiền không mướn nhà. Nhà là nhà của mình, không mướn nhà. Mình vừa bán online, vừa bán tại shop. Rồi trưng bày sản phẩm, các bạn biết là trưng bày sản phẩm. Nói cái tiền mình cho mướn nhà thôi. Mình có 3 cái nền mặt tiền, 2 cái nhà, 1 cái nhà mình cho vừa xoài nó mướn là 1 tháng là 17 triệu. Rồi một cái nhà của mình ở ngay khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, mình cho công nhân mướn, mình cái nhà của mình nhưng mà mình không có cho mướn nguyên căn, tại vì mình thấy người ta tội trong đợt dịch đó các bạn. Cái nhà của mình là gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp sử dụng chung, thì mình cứ cho người ta thuê. Các bạn có biết năm 2023 ai người ta cũng cho thuê phòng là 1.5 triệu, 2 triệu một phòng. Mình cho mướn, tại hiện tại bây giờ mình cho mướn chỉ có 800.000 một phòng thôi.
mà cái nhà mình ngang là 6m, dài 14m, có một phòng khách, hai phòng ngủ. Đúng ra người ta cho mướn cái nhà đó đó các bạn là 3,5 triệu một tháng. Nhưng mà mình rất là nhân đạo, mình nói người ta là công nhân, cứ để cho người ta ở đi. Tại vì lúc đầu mình định là mình mua cái nhà đó là mình bán, chứ không phải là mình để làm giống như mình mua bán. Tại vì nghe nói là chỗ đó nó làm bến đò, mình mua mình bán, chứ không phải đó là mình mua để mình kinh doanh. Cho nên mình cho người ta thuê như vậy không cần hợp đồng các bạn, để sau này mình có bán thì mình người ta đi á, người ta mướn, người ta không có tiết tiền. Nhưng mà mình đã cho mướn năm nay nữa là 3 năm rồi, để đó đó các bạn, ai trả được giá. Cái nhà đó mình kêu bán là 1,7 tỷ, nếu như ai mà trả giá 2,5 tỷ bán liền đó. Nếu mà mình bán 2,5 tỷ và mình gửi ngân hàng, 1 tỷ là 6 triệu, 6 triệu một tháng, 2,5 tỷ là một, nếu như mình bán, mình gửi ngân hàng cái nhà đó là bây giờ là một tháng là các bạn biết không, là 15 triệu, mình ăn đâu có hết. Rồi tiền mướn nhà kia 15 triệu là 30 triệu, nội tiền mình cho mướn nhà không là dư sức rồi. Rồi cái nhà này của mình, nếu như cái nhà mình này mình không kinh doanh, mình cho nhà thuốc Long Châu vô mướn cũng 15 triệu một tháng, là mướn nguyên căn một trệt hai lầu. Nhưng mà mình không cần thiết, nó không cần thiết. Bởi vì tại sao mà nhiều người vô á, nói này nói kia. Thực sự nha các bạn, những cái món đồ mà đối với mình á, nó 5-30 triệu là bình thường. Những cái túi sách Gucci, LV á, mình mua một lần vài trăm triệu, đối với mình nó rất là bình thường, bình thường lắm luôn. Mình không có con cái, tiền mình làm ra để làm cái gì? Tiền mình làm ra là để mình xài, để mình hưởng thụ cuộc sống. Mình rất ít đi du lịch, đi thì mình chỉ đi Hồng Kông, Trung Quốc, đó là hai quốc gia mình thích đi nhất. Còn không thôi là mình chỉ đi Sài Gòn ha. Đó, mình chỉ đi Sài Gòn thôi các bạn. Đi đâu cũng vậy, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, mình đã từng làm du lịch mình không thích, nhưng không ở đâu bằng Sài Gòn. Sài Gòn ăn uống đi chơi đồ ở đâu Sài Gòn là vui nhất. Mà đi Sài Gòn thì đâu có bao nhiêu tiền, sẵn đi lấy hàng, nhà có xe rồi lên Sài Gòn rồi chết, vô trung tâm thương mại lấy hàng đi ăn uống vô 5 sao 6 sao check in. Còn thích ăn những cái món ăn ngon cứ đi những cái chỗ dĩa hè, nó không ảnh hưởng gì đối, nó không ảnh hưởng gì đối với mình hết. Thật sự là nó không hề có một cái gì gọi là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình luôn các bạn. Nó đối với mình rất là bình thường. Cho nên đó là nhiều khi có những người mà vô mua hàng mà vặn quẹ nó này nó kia. Thật sự nha, mình mua một cái túi sách 70-80 triệu, mình đi thẳng cái trung tâm thương mại mình mua, mình không thèm nhìn giá, mình vô mình cầm thử, mình thấy ướm lên bộ đồ mình thấy phù hợp lấy, xỏ vô đôi giày thấy phù hợp, đôi giày Gucci không bị hai mấy ba mấy triệu mua bình thường, mua tổn một hồng hồng cái 100 triệu. Đối nói chung là mình không nuôi con, mình không nuôi ai hết, đối với mình kinh tế, đối với mình nó rất là nhẹ nhàng. Thậm chí các bạn nghĩ đi, vàng 1,4 triệu 50 ngàn một gram là vàng Ý, vàng 750 tính tại thời điểm năm nay 2023, biết đâu còn lên nữa. Có đợt bữa hôm nó lên 1,5 triệu, vàng không hộp, vàng có hộp là nó có 1,350 triệu, vàng không hộp là 1,450 triệu đến 1,5 triệu 1,6 triệu, tùy theo các bạn, tùy theo cái công chế tác. Còn hộp sò 1 carat bây giờ là 280-330 đối với nước D ha, nước ép bây giờ là từ 280-300 đó, nước ép mà 6 ly 3, 6 ly 2 bây giờ là 270. Mình đem một viên này là 6 ly 3 và cái vỏ sò 77 triệu, nên mà các bạn nghĩ chiếc nhẫn mình 300 mấy chục triệu, sợi dây chuyền mình đeo là 31 gram mấy, rồi mình đeo 1,5 cây vàng trên tay nữa. Các bạn nghĩ đi, một cái bộ trang sức của mình ngồi nói chuyện với bạn sơ sơ không kể đồng hồ nha là 500 triệu cứng đáp. Nói gì đâu, mình đang ngồi cái nhà này là cái nhà lầu mặt tiền, cái nhà lầu 3 tấm mặt tiền nằm ngay trung tâm thành phố Cô Lãnh nữa, 10 mấy tỷ nữa. Các bạn nghĩ đi, cái nhà mà 10 mấy tỷ là mình có, mình sở hữu được, là húng hồn chi là mấy cái đồ này. Rất là bình thường đối với mình, nó rất là bình thường, nó bình thường lắm luôn, lắm luôn á. Đối với mình bạc chục tỷ nó rất là bình thường, nó bình thường lắm lắm á. Đây nè, 14 người mắt mà mình không thèm xài nữa, dục đây nè. Thấy không? Thì các bạn mua hàng, các bạn cứ gọi vô số mình là 0907 46 31 giúp mình nha. Mình sử dụng duy nhất một số này thôi, 0907 46 31 31, một số này duy nhất nha các bạn. Rồi tiếp tục là hàng Thái, là hàng polyester hay còn gọi là hàng Việt Kiều nè các bạn. Cái này là 67 ngàn, thun này là thun lưng bóng, mặt rất bền, không chảy lưng nha. Màu những cái màu mình đưa lên là những màu sạch thôi. 67 ngàn, bán đồng giá 7 ngàn luôn, không bán online, chỉ bán tại tiệm nha, trực tiếp tới tiệm thì mình mua nha. Đây, cái màu này là màu này là màu xanh đá, còn màu này là màu xanh dương, rất là đẹp nha các bạn. 67 ngàn, bán 7 ngàn, bán là giúp đó. Rồi đây là mẫu chữ, này là mẫu chữ 3D, còn mẫu này là mẫu chữ truyền thống nha, mẫu chữ 3D truyền thống, chữ 3D. Các bạn thích mẫu nào thì liên hệ mình. Rồi có rất là nhiều người kêu là nó làm thương hiệu của Nike với Adidas đi, mẫu rất đẹp. Nike Adidas là mấy cái mẫu này là các bạn, là lưng cô tông xịn, lưng cô tông dày nha các bạn. Nó dệt giống như là dệt lụa rất đẹp nha. Mẫu này là tất cả các shop bán 75 ngàn, hàng của công ty đóng giá là 67 ngàn, cái mẫu này lấy 61 ngàn, bây giờ bán 7 ngàn, tranh thủ mua nha. Có từ size M, L, 2X, đặc biệt mẫu này có 3X luôn nha, là trên 100 kg là mặc vừa nha. Mẫu này là cực kỳ bự luôn, mẫu này mẫu thể thao,
Rồi mẫu này mẫu Adidas lên nè. Rồi bây giờ là lên tiếp tục. Cái này thì chỉ có tất cả là 3 màu thôi nghe, màu xám, màu đen, màu xanh dương. Rồi các bạn cũng kêu mình làm là những cái mẫu mà thun lạnh mà lưng cô tông. Đây thun lạnh lưng cô tông nè. Cái mẫu này được cực kỳ rút mồ hôi. 67.000 sale 7.000 nha. Trực tiếp tới shop mua giùm nha. Cái này là không bán online, chỉ bán tại shop. Và sale trong vòng ngày hôm nay thôi nha. Vòng ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Trực tiếp tới shop mua giùm mình nha. Rồi chốt cho Armani nè, chốt cho Armani các bạn hay mua là 75.000. Cái này là hàng dày chứ không phải là hàng mỏng nha. Hàng mỏng là ở trong lật ra là nó là lớp trắng. Còn cái này là gì? Bịch nha các bạn. Hàng này là hàng dày nha. Còn hàng mỏng là cái loại mà 30 mấy ngàn. Thôi thôi cái loại đó là giả bạc, thua mấy cái hàng X-Men bên mình bán nữa. X-Men bữa hôm mình đăng lên X-Men của mình là 39.000 mà mình bán có 7.000 đồng thôi. Còn mấy cái mẫu mà 30 mấy ngàn dở òm luôn. Đây cái mẫu này là mẫu 67.000 vốn, người ta bán 75.000 trong mấy cái shop thời trang nam nha các bạn. Hoặc giả là các bạn lên chân con đường Nguyễn Trãi của Sài Gòn á, đường Nguyễn Trãi quận 5, hoặc là nó dài đó, đường Nguyễn Trãi nó dài ra quận nhất á các bạn. Thì cái mẫu này người ta bán 75.000, shop mình vẫn bán với mức giá 7.000 nha. Đơn giá của công ty Thiên Nga, nhà phân phối Thiên Nga thì bán với cái này với mức giá là 67.000, bên mình bán 7.000. Mình mua nhiêu thì mình làm có ngày, chương trình có ngày nên không có mất lòng ai đâu. Với là mình không bán online, mình chỉ bán tại tiệm thôi. Rồi đây là những cái họa tiết giống như là Louis Vuitton này các bạn, hoặc là Scott các bạn, mẫu Scott á, thương hiệu của Mỹ á. Thì cái này là 67.000, cái này là lưng bóng nha các bạn. Cái này là lưng bóng, các bạn xem hai bè nó dệt nè. Cái này là lưng bóng nha, mặt rất đẹp. Thì 67.000 sale 7.000 luôn, tranh thủ mua nha. Và Playboy nè, Playboy là rất là nhiều các bạn chuộng. Cái này có mình có 3 lưng nha. Rồi Playboy á thì mình sẽ có rất là nhiều màu nha. Playboy mình có màu vàng, màu khói, màu chanh luôn. Một lát nữa mình tính lấy cái mẫu Justin Andrew các bạn. Justin Andrew là mẫu thương hiệu đồ lót rất là nổi tiếng của Australia. Mình tính đưa cái mẫu đó lên. Giống như bây giờ đang hưng phấn thì nó sale cho 1.000. Mẫu đó là 300 mấy ngàn. Tính sale 7.000 luôn. Sale vậy là các bạn mới nể. Asics Boom nè, Asics Boom đó các bạn. Asics Boom nè, Justin Andrew, mấy hàng đó hàng đồ hiệu không? Mình tính sale mấy cái mẫu đó ghê luôn á. Thì các bạn subscribe đi, những cái review sau mình vô mình làm luôn. Biết đây là mình vui là mình làm luôn. Đây là mấy cái mẫu này là cực kỳ hot nè. Nè, lưng bóng này các bạn. Mẫu này mặc cực kỳ bền luôn. Mẫu này mặc mình 2-3 năm chứ hơn nữa. Nói chung mấy cái này là đều lót, có hai lớp lót hết. Nó có lớp lót cotton tông hoặc là lớp lót chính nó luôn các bạn. Cực kỳ tốt luôn mà nó lót vải xịn vải rất cực kỳ mềm luôn. 67.000 mà mấy cái shop đã bán 75.000 không à. Shop em bán 67.000 có khi là bán cho công nhân á. Trừ khi bây giờ bán thì cho bán 50.000 lấy vô 58.000. Bán 67.000 là lời 10-15%. Ừ, cuối cùng cũng bán dễ đề. Nè giá của nó là 67.000 đi các bạn xem nè. Rồi cũng bán cho các bạn nhiều 7.000 cực kỳ rẻ. Nè mấy cái mẫu này là rất là nhiều lắm nha. Để cầm cho nó thẳng thớm. Size 3X, 4X là có đủ hết. Nhưng mà trong đợt sale này thì mình sẽ tìm M, L, XL, 2XL, 3XL. Không ai sale cho các bạn mà đúng size mình ở trên á. Mình đi không đổi tên rồi không đổi họ nha. Các bạn muốn mua hàng sale lại shop giùm mình, lại shop giùm mình nha. Bây giờ mới có 7 giờ sáng trực tiếp lại shop giùm cái đi. Để thôi nữa một lát nữa là mấy cái người mà ấy người ta vô ta kéo anh em ta lại ta mua, ta thấy kênh review ta không chưa mua liền. Rồi Nike thì có hai lưng đen nè. Các bạn rất là thích này, đơn giản nhất nè. Cái này mặc bề trong bề ngoài giống đôi với các bạn. Lợt ra bề trong là full một màu không có màu gì hết nha. Cái này là mặc bề trái bề phải đều được. Lưng chữ xanh, lưng chữ trắng là đều có hết nha. Rồi Nike lưng chữ xanh, lưng chữ trắng đều có. Adidas có luôn. Rồi bây giờ là tiếp tục là các bạn nói là chia sẻ những dòng hàng Thái. Hàng Thái hai lưng bên mình bán là hàng Thái đa rong các bạn. Đa rong của nhà phân phối của trong nước mình bán là hàng giá rẻ là 33.000. Còn hàng cao cấp của đa rong xịn là 48.500 đồng. Nha, là hàng của nhà phân phối là 48.500 đồng. Thì cái giá mà hàng 30 mấy ngàn đó là nó đóng giá 50 mấy ngàn. Còn riêng hàng mà đang công tốt đó là đóng giá là 65.000, là hàng đó là lấy 48.500. Thì hàng đa công thật đó các bạn, đa công Campuchia là hậu và là chữ Campuchia. Và đặc biệt á, đa công thật á là nó sẽ có đường kim của nó là 4 đường kim mai. Nó 4 đường kim mai nó phân biệt với hàng trong nước. Hàng trong nước là máy may 2 kim hoặc máy may 3 kim. Riêng hàng Thái là máy may 4 kim nha các bạn. Hàng Thái là máy may 4 kim. Đặc biệt là đường chỉ của nó khi lật ra là 4 kim. Là giống như là đường kim đôi của nó là nó có hai cái sụt, giống như là một cái mũi kim nó có hai mũi. Và hai cái kim của nó là nó 4 mũi. Còn cái đường kim của Việt Nam của mình á là một cái đường kéo, một cái đường giống như một cái đường ba ghép kéo vô, là cái lưỡi kim của mình là nó 3 mũi, giống như là hai cái mũi đầu. Nó hình như là 3 kim, Việt Nam mình là 3 kim. Là cái đó là để mai kim cho túi sách, rồi sau cái nó dùng nó luồn cái chỉ cái máy mai túi sách á, nó mới mai cho đồ lót.
Còn cái này là máy này, chỉ này là chỉ chuyên dụng cho đồ lót, nó không khi bị đứt. Ví dụ như mình kéo ra những cái đồ lót thường khi mình kéo ra là sẽ bị đứt, chỉ của nó không phải là chỉ đồ lót chuyên dụng nè. Mấy cái chỉ của đồ lót các bạn coi nè, cái độ hung đó nè, thấy không? Đây các bạn ở đây thì các bạn mới cảm nhận được nè, cái độ hung của nó nè, cái sợi dây hung này đồ lót nó rất là hung, cho nên mấy cái kia á nó không phải là chỉ máy chuyên dụng, nó rất là dễ bị hư. Thật ra không ai mà rảnh mà làm mà cái đồ lót mà 50-60 ngàn và bán 7 ngàn mà làm chi tiết của mình hết á. Và làm vui thôi. Thứ hai nữa các bạn coi cái mình vải của người ta này cực kỳ mịn luôn nè. Ở trên phần ở trên người ta là may là một lớp vải, ở dưới là người ta may hai lớp vải, còn của mình may là ở đây nè, bắn qua có một lớp vải là nữa nó sẽ rách nha. Còn hàng Thái cũng có vậy nha, hàng Thái là không có như vậy nha. Rồi bây giờ là lỡ thì đi cái mẫu này thì mình đi luôn, thì cái mẫu này bên mình cũng có nhiều màu ạ. Giống như là cái kênh review nãy giờ nó cũng mười mấy phút rồi, giống như cho mình tiết chế thời trang đây đi, chứ nhiều quá các bạn không xem. Thì cái này là có lưng xanh, lưng đỏ, lưng đen, thì màu nào là lưng đó, màu lưng đen là lưng đen, màu lưng xám thì quần xám. Thì tất cả những màu hàng Thái mình cho các bạn xem màu đen thì dễ coi nè. Nè, mặt trước đường kim mũi chỉ nó mai rất là tinh tế, phía trong nè các bạn xem nè, cái vải nó rất là đẹp nha các bạn. Cái mình vải của hàng này rất đẹp, rất là thông thoáng nha, nó không khô cứng giống như vải ni lông của mình. Thì những mẫu này là 58-60 ngàn thì không cần biết, 7 ngàn nhưng không bán online nha, chỉ bán tại shop thôi nha. Các bạn mà muốn mua sale giúp giùm mình lại shop, 60-70 ngàn, 100-mấy ngàn mà mình cho các bạn mình mỗi một lần mình sale như vậy nè, như bữa hôm mình sale 1 ngàn cái là nó thì với các bạn là bỏ ra 50-mấy triệu để làm chương trình cho các bạn đó. Lúc đầu mình tính làm là chừng 100 cái 200 cái cho vui thôi, nhưng mà nó 100 cái 200 cái thì 5-10 người mua nó hết rồi, người mua mà 5 cái 10 cái thì bao nhiêu người mua giờ là nó hết rồi. Một lớp học nó túa vô thôi, nó vô nó coi các bạn, cái bắt đầu nó mượn tiền nhau, cái nó mua nghĩ đi 60-70 ngàn, bây giờ nó mượn 20 ngàn 20 ngàn, cái bắt đầu nó mua được 3 cái rồi. Rồi đứa kia nó nói thôi bây giờ 50 ngàn thôi, nó nhính nó không ăn, nó mua luôn, nó mượn tiền bạn bè nó mua lần cả 10 cái đó. Không lẽ giờ mình làm chương trình mình không bán cho nó? Học sinh mà lớp 9 lớp 10 có tiền đâu cho bán cho. Ví dụ như là 7 x 3 = 21 luôn, đưa 20 ngàn, nó nói em còn 20 ngàn được không anh, lấy đi cưng. Đã từ 70-80 ngàn mà bán 7 ngàn thì 1-2 ngàn như mình cho nó, chủ yếu là mình bán cho nó biết cái shop nhà mình kinh doanh, video nó nhìn nó thấy nè. Rồi nữa nó chỉ với nhà nó nói bữa đó anh cái shop này nè bán quần lót có 7 ngàn, đó là mình nổi tiếng. Thứ hai nữa cái người lớn đọc vô cái thằng bé này gì mà nó đạo đức ghê luôn á, nó đạo công giáo, nó đạo đức ghê luôn á. Thay vì nó đi làm từ thiện, nó bán sale vậy, nó giúp cho mấy đứa học sinh. Thay vì bây giờ mình phải bỏ ra một cái buồng chợ, mình mua cho con mình 40-50 ngàn, còn thôi mua trên mạng là phải trả tiền ship 30-40 ngàn, mình buồn giảm hơn của em bé này. Đồ dầu hàng cũng thể, nhà nó bán là đồ shop, nó bán hàng công ty, miễn sao mà đồ 140-mấy ngàn, 145 ngàn mà nó bán có 7 ngàn. Thì phụ huynh vô hỏi là tại sao em làm vậy, thì trả lời thích là tại vì em muốn làm từ thiện. Chỉ đơn giản là em muốn làm từ thiện, thay vì em bỏ tiền ra những cái chỗ này, chỗ hoạt động từ thiện này chỗ kia. Nó nghe là hồi đó lắm, giống như mấy cái mùa trung thu có nhiều người lại quyên tiền nói là cho xin tiền mua bánh trung thu. Cái mình hỏi bánh dùng cái, người ta nói là tụi em thường mua bánh là 30 ngàn cái. Các bạn biết không, xui sao mình đi ra chợ mình thấy được nhỏ đó mua cái bánh có 15 ngàn, mà nó vô nó báo giá mình, nó cho bác phát quà cho mấy trẻ em nghèo là bánh 15 ngàn, mà nó 30 ngàn mà nó xin nó mua bánh có 15 ngàn. Rồi 15 ngàn tiền nó đi gì đâu, mình không có nói xấu ai hết. Thứ nhất. Thứ hai nữa, có nhiều cái người họ đi làm từ thiện hàng ngày, họ sống từ đâu, họ đi làm từ thiện hàng ngày, mình không có mua đủ cái nắm. Mình cũng từng cho rất là nhiều tiền, cho rất là nhiều tiền, là mình nghĩ nè, mình ăn hết người ta ăn còn, cho đi là còn mãi. Mình muốn kiếm sao mình đẹp, người ta nói là trong mặt bắt hình dong, cái gì mà nói tâm sinh tướng, con người mình nó quan thai nó sao là nó thể hiện ánh mắt và nụ cười và đôi môi. Tuy là chân mày mình là chân mày tướng, nhưng mà thật sự rất may là có cái đuôi. Mắt mình không phải là mắt to bù câu đẹp như người ta xuất sắc, nhưng mà về nhìn cái khuôn mặt của mình nó không có gian. Đôi mắt của mình là đôi mắt sáng, nhưng mà đôi mắt của mình nó có một cái chút xíu là nó dài, đôi mắt mình nó dài, nó không có gian như người ta, nó không phải là mắt tì hí như người ta, nhìn nó không có gian. Mình không được Chúa ban, trời Phật ban là mắt hai miếng nó long lanh, nhưng ít ra nhìn tổng thể mình không đẹp, nhưng mà gương mặt mình nó hài hòa. Và đặc biệt mình không giàu, nhưng mà mình thích làm từ tâm, mình có nhiều mình chơi nhiều. Rồi xong qua đây là tới những cái quần lót lưới. Đây, quần lót lưới là đông đảo các bạn kêu làm. Quần lót lưới là có giá 59 ngàn, thì mình cũng bán với mức giá là 7 ngàn, rẻ bèo luôn nè. Quần lót lưới nè, nó rẻ không thể tưởng tượng được luôn. Màu thì có rất là nhiều màu nha, cho đi khái quát sơ đi.
Với lại đây là cái mẫu quần cuối cùng là mình sale trong ngày hôm nay luôn nha các bạn. 7.000 đồng thôi, ML, XL, 2X, 3X nha. Cái này là 100 ký mặc được, thun thì giãn cực kỳ luôn, thun thì không 4 chiều. Thì 59.000 giảm 7.000, hàng này hàng lưới. Ở bên ngoài thị trường không có bán mẫu này nha các bạn. Mấy cái mẫu quần mà lưng nhỏ nhỏ này nhỏ mà hàng Trung Quốc lên cực kỳ xấu luôn. 3.000 mẫu nó mặc giãn, mẫu này bên mình bán bảo hành là 24 tháng, trong 24 tháng các bạn mặc mà giãn hoặc là nó bị đổ lông trở miễn phí tại hàng này của công ty. Đổi lại cho công ty nó lỗ thì bà đó luôn. Kệ đó. Nào lên đủ màu nha. Rồi màu này cực kỳ đẹp nè các bạn. Ở ngoài giải quan cực kỳ đẹp luôn, màu này cực kỳ đơn giản luôn. 59.000 sale 7.000 nha, tranh thủ nha nha nha. Còn áo đang mặc ai mua luôn đi, 999.000 của cấp 3. Nè, đẹp cực kỳ không? Lưới đẹp cực kỳ không? Mặc cực kỳ thoáng nha. Nè, mặc bề trong bề ngoài đều rất đẹp. Mấy cái anh mà đá banh phái mặc mấy cái này là lưng nổi mà anh phái. Nè, cái này là lộn này, cái màu cực kỳ đẹp ha. Mặc bề trái bề phải đều được nha quý khách. Rồi, để đưa các bạn hỏi màu đen phải không? Có chứ, có nhiều bạn vừa hỏi màu đen cái mẫu này. Đây màu đen có luôn. Ừ. Có màu đen, màu xám khói, có đầy đủ hết nha. Đây là shop của em, cái nhà lầu 3 tấm màu trắng xám. Nha quý khách, đây là shop của em, shop Thanh Đường, ngay chợ Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.